máy giặt của thương hiệu nào thì cũng truyền thông quảng cáo là máy giặt của tôi chăm sóc và bảo vệ vải tốt lắm. Tuy nhiên là để mà có chứng chỉ kiểm định rõ ràng thì duy nhất có Electrolux dòng Ultimate Care 500 trở nên đang có chứng nhận của Walmart. Đó là một tập đoàn rất uy tín trên thế giới chuyên về đánh giá chất liệu của sợi len. Cụ thể là nó đã thử nghiệm máy giặt Electrolux trước và sau khi sử dụng qua 5 kiểm định bao gồm thành phần của sợi vải, độ sờn xước bề mặt, tính năng đàn hồi co giãn cũng như màu sắc trong chất lỏng và màu sắc trước ánh sáng. Nếu bạn thật sự cần một chiếc máy giặt có khả năng chăm sóc bảo vệ sợi vải tốt nhất mà có chứng chỉ kiểm định rõ ràng, chỉ có thể là máy giặt đời cao của thương hiệu Electrolux.